Xin chào các bạn. Trong thời gian giãn cách xã hội, các cửa hàng trà sữa nổi tiếng đều phải đóng cửa. Tuy nhiên, chúng mình vẫn có thể mua trà sữa tự pha. Và hôm nay mình sẽ review 3 nhãn hiệu trà sữa mình đã trải nghiệm trong thời gian vừa qua để qua cơn đói trà sữa. 3 nhãn hiệu trà sữa đó là trà sữa trân châu Hoàng gia Huawei, trà sữa Wings gồm hồng trà sữa trân châu trắng dạng gói và trà sữa vị nhài trân châu trắng dạng cốc, và trà sữa Bản gồm trà sữa ô long nướng và trà sữa trân châu đường đen. Loại đầu tiên mình review là trà sữa trân châu Hoàng gia Huawei. Một hộp trà sữa Huawei bao gồm 5 gói bột trà sữa và 5 gói trân châu với giá thành 37.000, khá rẻ so với các loại trà sữa tự pha khác và siêu rẻ nếu so với trà sữa mình mua ở hàng. Trà sữa Huawei có vị cũng khá là đậm đà, thơm và đặc biệt là nó hơi ngọt một chút xíu. Vậy nên nếu các bạn không thích trà sữa quá ngọt như mình thì nên để nhiều đá để cho bớt vị ngọt. Trân châu của hãng có màu nâu cánh gián, ăn giòn dai vừa phải rất thích. Tổng quan thì mình đánh giá trà sữa Huawei 4 trên 5 điểm ở khoản mùi vị khá đậm đà và giá thành thì siêu hợp lý. Nhãn hiệu trà sữa thứ hai là Wings. Mình đã mua hai hương vị với hai cách đóng gói khác nhau, gói và hộp. Với loại gói, mỗi hộp sẽ có 5 gói bột trà sữa, 5 gói trân châu trắng và 5 gói đường nước. Ngoài ra, với loại hộp, hãng còn cung cấp một cốc giấy với định lượng 100ml vô cùng tiện lợi. Với giá thành 65.000 đồng, đây là loại trà sữa có giá cao nhất trong các loại mình review hôm nay. Tuy nhiên, một gói pha ra được tới 100ml lận. Loại hồng trà sữa này vị rất đậm đà và thơm, mùi vị khá tương đồng với hồng trà sữa The Coffee House mình hay mua. Với việc tách đường ra gói riêng, các bạn có thể tự chế để có độ ngọt mình mong muốn. Bình thường chỉ cho 2/3 gói đường thôi là vừa vị. Với loại cốc, hãng cung cấp thêm ống hút và que đo nước kiêm khuấy trà siêu xịn sò và tiện lợi. Loại cốc này thì có giá là 25.000 một cốc nha. Với trà sữa Wings, các bạn khuấy thật kỹ và lâu để bột trà sữa được tan hết. Không hiểu sao bột trà sữa của hãng khá là khó tan. Trân châu trắng của hãng có vị giòn nhẹ ăn rất thích và không có mùi vị nồng lấn át mùi trà sữa. Trà sữa vị nhài cũng rất là thơm, có mùi sữa đậm hơn loại hồng trà sữa. Bạn nào thích trà sữa nhài thì chắc chắn sẽ mê đắm loại trà này cho mà xem. Mình đánh giá trà sữa Wings 5 trên 5 điểm, chắc chắn mình sẽ đóng họ cho hãng này dài dài luôn. Loại cuối cùng mình muốn review hôm nay thuộc về trà sữa Bản Milk Tea với hai loại là trà sữa ô long nướng và trà sữa trân châu đường đen. Mỗi loại gồm 8 gói bột trà sữa và 8 gói trân châu đen với giá khoảng 55.000, quá là rẻ cho một cuộc tình trà sữa. Tuy nhiên, dù là hai vị khác nhau nhưng khi uống thì mình thấy không khác biệt nhiều, đồng thời vị khá là nhạt. Nhạt ở đây thì không phải là do thiếu đường đâu, mà là do vị trà và vị sữa nó không được đặc sắc cho lắm. Trân châu của hãng trông cũng hơi chán đời tại vì viên trân châu không được cắt tròn trịa mà lại còn có dấu vết của khuôn in trên hạt trân châu nữa. Mùi vị của trân châu cũng khá là nồng nên cái vị trà sữa nhạt thì nó càng nhạt hơn nữa. Với loại trà sữa này thì mình chỉ đánh giá 2,5 trên 5 thôi, được cái giá thành vứt vát lại. Hy vọng sau video này các bạn có thể lựa chọn loại trà sữa phù hợp để nâng cao tinh thần mùa dịch nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Stay safe and sound. Bye!